Tuần thất và vì sao cần phải nhập thất. Nhập thất thường được nói đến trong pháp môn thiền của Phật giáo, còn tiên thiên khí công là phương pháp vận khí, sao lại có nhập thất nữa? Vậy nhập thất hay thanh lọc trong tiên thiên khí công là gì? Phật này nói rõ về vấn đề nhập thất trong tiên thiên khí công mà chúng tôi đã thực hành nhiều lần. Nhập thất hay thanh lọc trong tiên thiên khí công là thời gian sống khác hẳn với thường ngày. Suốt thời gian nhập thất, người tập không ăn, chỉ uống rất ít thảo dược mà vẫn sống khỏe mạnh được, cho nên cần phải có phương pháp, phải có bí quyết và phải có sự chuẩn bị thật chu đáo trước, trong và sau khi nhập thất. Thời gian nhập thất và thanh lọc tốt nhất là 7 ngày nên người ta gọi là tuần thất. Thời gian nhập thất ngắn nhất là 3 đến 5 ngày và được gọi là nửa tuần thất. Rất ít khi chỉ nhập 1 hoặc 2 ngày, vì thời gian 1 đến 2 ngày không đủ để cơ thể được đạt được những mục đích cần thiết. Nhập thất thanh lọc một tuần lễ hay tuần thất nhằm mục đích gì? Nhập thất có nhiều mục đích. Mục giúp đích giúp cho cơ thể nghỉ ngơi để thanh lọc, tẩy rửa, quét sạch vi trùng, tăng sức đề kháng, tăng cường hoạt động của ngũ tạng, giác quan, trẻ hóa tế bào, quân bình âm dương để giữ xác, rèn luyện ý chí, nghị lực để có cuộc sống thanh cao, vân vân. 1. Nghỉ ngơi để thanh lọc và tẩy rửa cơ thể. Cơ thể của chúng ta từ khi chào đời luôn luôn được nuôi dưỡng bằng thức ăn và thức uống. Lúc nhỏ uống sữa, lớn lên thì ăn và uống. Thức ăn và thức uống hàng ngày được đưa vào cơ thể 2-3 lần, có khi nhiều hơn, để duy trì và phát triển sự sống, làm cho cơ thể tăng trưởng, bộ máy tiêu hóa và hầu hết các bộ máy khác của cơ thể làm việc liên tục, không có lúc nào được ngừng nghỉ. Tiên thiên khí công giúp cho cơ thể ngừng nghỉ trong thời gian 7 ngày bằng cách thay thế thức ăn và thức uống bằng năng lượng khí trời, bằng các chất bổ dưỡng chứa sẵn trong khí trời. Cơ thể được ngừng nghỉ nên mọi hoạt động về chất cặn bã độc hại trong cơ thể đều được tẩy sạch. Nhờ đó, khi ta ăn trở lại, cơ thể sẽ hấp thụ mạnh hơn, khả năng hấp thụ của cơ thể được trẻ hóa, sung mãn hơn, giống như con hải cẩu ở Bắc Cực sau giấc ngủ triền miên suốt mùa đông, trở nên mạnh mẽ và thăng hăng hái hơn. Con người cũng tương tự như thế, ngoài thanh lọc cơ thể, tăng thêm sức lực, tuần thất còn giúp cho bạch huyết cầu của cơ thể có điều kiện tảo thanh các loại vi trùng ẩn náu trong cơ thể, trong các hạch, các ổ bất khả xâm phạm. Tẩy sạch vi trùng, tăng sức đề kháng. Do sự tiếp trợ thường xuyên thức ăn, thức uống nên hệ thống bảo vệ cơ thể mệt mỏi, uể oải trong nhiệm vụ tẩy rửa các mầm sống sinh bệnh của các loại vi trùng, siêu vi trùng. Ngược lại, các loại vi trùng, siêu vi trùng cũng được nuôi dưỡng đầy đủ khỏe mạnh, sinh sản nhanh chóng, ẩn nấp kín đáo trong các hạch, các chỗ an toàn, rất khó bị tiêu diệt. Trong thời gian nhập thất, các chất dinh dưỡng bình thường bằng vật chất không còn, năng lượng khí trời và các chất bổ dưỡng ở thể khí thì vi trùng không hấp thụ được, nên phải tìm cách tự tồn, thoát ra khỏi các chỗ kín đáo, các hầm trú ẩn, nên hệ thống phòng vệ của cơ thể mới tiêu diệt được dễ dàng. Ngay cả đạo quân bạch huyết cầu của cơ thể cũng phải tự tồn bằng cách làm việc tích cực hơn, hăng say hơn, hồng huyết cầu tăng rất nhanh. Trước đây, khi đời sống sung túc, hệ thống phòng vệ cơ thể ù lì bao nhiêu, thì nay, do nhu cầu sống còn, phải hoạt động tích cực bấy nhiêu. Nhờ đó, sau tuần thất, cơ thể được tẩy sạch các ổ vi trùng rình rập để sinh bệnh và hệ thống miễn nhiễm. Đạo quân bạch cầu lại mạnh mẽ hơn, hoạt động tốt hơn, hồng huyết cầu tăng cường nhiều hơn, giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Chủng ngừa tức là đưa vi trùng yếu vào cơ thể để cơ thể làm quen và tăng sức miễn nhiễm, thì nhập thất là một cách chủng ngừa tổng hợp. Nhiều bác sĩ xác nhận rằng trong thời gian nhập thất, phẩm chất máu tốt hơn, sạch hơn, hồng huyết cầu tăng lên. Bác sĩ Tisden tuyên bố trong một buổi nói chuyện ở Chicago, nhiều trường hợp bần huyết kinh niên sau khi nhịn ăn một tuần, số hồng huyết cầu tăng gấp đôi. Còn bác sĩ Weger
kể về một trường hợp nhập thất 12 ngày, hồng huyết cầu tăng lên từ 1,5 triệu lên đến 3 triệu trong 1 ml máu. Mục đích thứ ba của tần thất là tăng cường sinh lực cho ngũ tạng. Tăng cường sinh lực cho ngũ tạng như thận, gan, phổi, tim, dạ dày. Gan, thận có bị mất nước trong thời gian nhập thất, nhưng với thời gian ngắn, gan, thận chỉ thải ra chất nước không cần thiết hoặc bị ô nhiễm bởi hóa chất tích chứa lâu ngày. 50% trọng lượng của lá gan là chất lỏng, phần lớn là nước. Thận cũng tương tự, sau các kỳ nhập thất ngắn ngày, gan và thận đều hồi phục khang kiện. Nhiều người đau gan, yếu thận đã bình phục khá nhanh chóng. Bệnh bất lực và dị ứng do gan cũng bình phục. Còn phổi và tim được cải thiện rất nhanh nhờ máu huyết được thanh lọc sạch hơn. Chính nhờ sự cải thiện phẩm chất máu mà bệnh cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường, bệnh suyễn, tim mạch và dị ứng do phổi cũng bình phục rất nhanh. Nhờ đó, tai biến mạch máu não, tai biến tim, mù mắt hoặc cưa chân không xảy ra. Có thể nói rằng bất cứ ai chịu nhập thất thường xuyên, đúng cách cũng điều chỉnh được các bệnh nguy hiểm nói trên. Nhập thất cũng là phương cách kỳ diệu chữa trị tận gốc các bệnh của dạ dày, từ ăn khó tiêu đến viêm loét, ung bú đều bình phục sau một tuần thất. Uống thuốc càng nhiều, dạ dày càng yếu, nhập thất giúp dạ dày nghỉ ngơi nên nó tự hàn vá các vết loét và phân hủy các ung bú. 4. Cải tạo hệ thần kinh và giác quan. Nhập thất cũng cải tạo được hệ thần kinh và các giác quan. Kinh nghiệm cho thấy rằng sau một vài lần nhập thất thì hệ thần kinh được cải tạo rõ rệt, giấc ngủ tốt hơn, trí não sáng suốt hơn, hai tai, mắt, mũi, lưỡi đều tinh nhạy hơn. Nhiều người bị mất ngủ, mắt kém, tai ù, vị giác và khứu giác không bình thường đã hồi phục nhờ nhập thất. Bác sĩ Bay kể lại chuyện một người bị bệnh tâm thần đã bình phục sau 41 ngày nhập thất. Bệnh nhân này chữa chạy mọi cách với thời gian dài mà vẫn không khỏi bệnh. Một kỹ nghệ gia người Anh ở London, 53 tuổi, đã nhập thất dưới sự chăm sóc của John M. Chong, đã sáng mắt và lành bệnh xơ vữa động mạch, tim rối loạn. Ông mất trọng lượng gần 50% mà vẫn khỏe mạnh bình thường, không có bộ phận nào trong cơ thể bị tổn thương. 5. Trẻ hóa tế bào để kéo dài tuổi thọ. Nhiều thí nghiệm của các nhà chuyên môn chứng minh rằng trong thời gian nhập thất, các mô không bị phân tích giống nhau. Mô nào không cần thiết thì bị phân tích trước, còn các mô quan trọng và cần thiết thì được bảo vệ chu đáo. Chỉ khi nào các mô không cần thiết cạn kiệt, lúc đó cơ thể mới phải phân tích đến các mô cần thiết để nuôi cơ thể. Các mô mỡ, các loại nước thừa, các loại đường, chất đạm không cần thiết được sử dụng trước nhất. Mỗi đợt nhập thất từ 7 ngày trở lên, cơ thể đều loại bỏ một số lượng lớn tế bào già nua ở hầu hết các mô. Khi ăn uống trở lại, cơ thể tái tạo những tế bào trẻ, khỏe hơn, nhờ đó mà tuổi thọ tăng thêm. Nhiều người đã nhập thất 2 tuần, mỗi năm 2 lần, có thể sống đến trên 130 tuổi và cao hơn. Còn theo tác giả Paul Press trong quyển The Mystery of Fasting khẳng định rằng nếu mỗi tuần nhịn ăn 1 ngày, mỗi năm 4 lần 7 ngày thì tuổi thọ từ 120 trở lên. 6. Quân bình âm dương. Cơ thể con người được cấu thành bởi hai yếu tố âm và dương. 5 âm và 1 dương thì được tính là quân bình âm dương. Hai yếu tố có sẵn trong thực phẩm. Chính thực phẩm tạo nên sự sống con người, tạo ra âm dương cũng như tạo ra sự quân bình hay mất quân bình âm dương. Nhưng việc ăn uống như thế nào để âm dương quân bình cao độ là điều không dễ dàng. Vấn đề này chúng tôi nói rõ trong quyển sách Ăn uống quân bình âm dương. Việc ăn uống đúng cách để quân bình âm dương thường chậm hơn là nhập thất để quân bình âm dương. Trong thời gian này, cơ thể sống bằng cách phân tích các mô thừa, lấy chỗ dư bù chỗ thiếu,
làm quân bình hai yếu tố âm dương, nhờ đó cơ thể đẩy lùi nhanh chóng được bệnh tật, kéo dài được tuổi thọ và còn có thể giữ xác không tan rã. Một Phật thân thể quân bình âm dương có thể sáng như một viên kim cương có độ cứng vô địch, độ bền vĩnh cửu trong không gian và thời gian. Kinh Phật gọi thể trạng này là kim cương bất hoại. Nếu nhập thất từ 100 ngày trở lên, cơ thể sẽ biến thành kim cương bất hoại, không tan rã, không bị tàn phá trong không gian và thời gian. Tại chùa Đậu ở Việt Nam hiện còn hai xác kim cương bất hoại của hai nhà sư đã ra đi từ mấy năm trăm năm trước. Nhiều nhà bác học trên thế giới đã đến tìm hiểu, nghiên cứu về hiện tượng lạ này, nhưng không tìm ra giải đáp. Trong khi đó, người ta đã phát hiện rằng các vị sư này đã áp dụng phương pháp nhập thất dài hạn trước khi rời bỏ thế gian. Người ta cũng kể rằng tại hai hòn đảo Nagasaki và Hiroshima của Nhật, có một số người sống sót sau hai trái bom nguyên tử của Mỹ ném xuống hai nơi này. Họ bảo toàn được sinh mạng nhờ ăn uống quân bình âm dương. 7. Mở cửa tinh thần để đi vào thế giới vĩnh hằng. Nhập thất còn để mở cửa tinh tâm linh đi vào thế giới vĩnh hằng nữa. Hệ thần kinh là nơi chứa đựng, bảo tồn, điều động các hoạt động tâm linh. Hệ thần kinh cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi bị tích chứa hóa chất độc hại. Khi cơ thể được tẩy rửa, tạo được sự quân bình âm dương, thì hệ thần kinh trở nên minh mẫn, sáng suốt. Mọi năng lực tinh thần đều được cải thiện nhờ nhập thất. Trực giác và những khả năng đặc biệt khác đều nhạy bén. Nhờ đó con người mới thông đạt được về thế giới vô hình. Vì vậy, giới tu sĩ muốn thành đạt về tâm linh, thăng tiến tinh thần, thông đạt được thế giới vô hình đều phải nhập thất nhiều lần dài ngày. Levanzin nói, trong thời kỳ nhập thất, năng lực tinh thần gia tăng hết sức phi thường, trí nhớ phát triển lạ lùng, trí tưởng tượng phát triển đến mức phong phú cực đại. Nhờ nhập thất, bác sĩ Sevlon đã chữa lành nhiều trường hợp bị bệnh tâm thần nặng. Còn Carrington thuật lại tình trạng biến chuyển của người bệnh điên trong khi nhập thất như sau. Người bệnh gần như cuồng loạn từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 4 và bình thường trở lại vào ngày thứ 5, rồi tiếp tục cho đến khi lành hẳn. Các giác quan đều cải thiện và trở nên minh mẫn đặc biệt trong thời gian nhập thất. Chính nhờ sự cải thiện mọi hoạt động tinh thần này mà con người vượt qua được sự chướng ngại của thể chất, bước vào thế giới tâm linh. Và có đi được vào thế giới tâm linh, con người mới vén được bức màn đen tối của nhãn quan hẹp hòi của đôi mắt phàm tục và mới thấy được những điều nhiệm màu kỳ diệu. Và chính nhờ sự nhiệm màu kỳ diệu này mà con người sống hạnh phúc và ra đi bình an. 8. Rèn ý chí và nghị lực. Có thể nói được rằng nhu cầu ăn uống là một loại nhu cầu vô cùng khẩn bách đối với con người cũng như đối với các loài vật khác. Ăn uống và sự sống được xem là bất khả tách rời. Sống thì phải ăn uống, có ăn uống thì mới sống. Đó là chưa kể có người chẳng những ăn uống để sống mà còn ăn uống để thỏa mãn vị giác, ăn uống để tìm hương vị của cuộc đời nữa. Nhưng nếu ta làm được điều này, cuộc sống của ta sẽ khác lạ, cơ thể ta sẽ đổi mới và ý chí nghị lực của ta sẽ vô cùng kiên cường. Chúng ta thường thán phục những ai có thể tuyệt thực, không tuyệt ẩm một thời gian vì tuyệt thực là một điều khó khăn, đi ngược hoàn toàn với đời sống bình thường. Vậy mà, Thiên Thiên Khí Công lại giúp chúng ta làm được việc này không mấy khó khăn. Chỉ cần biết phương pháp, chỉ cần biết cách bắt đầu, biết cách khắc phục cơn đói khát và biết cách kết thúc tuần thất thì việc nhập thất sẽ cho ta một ý chí, một nghị lực đặc biệt. Chỉ cần thực hiện được một tuần thất đầu, lần thứ hai trở đi sẽ dễ dàng hơn và dần dần việc nhập thất sẽ trở nên bình thường cũng như những việc bình thường của cuộc sống. 9. Cuộc sống thanh cao. Thực hiện được một tuần thất, ta sẽ có một cuộc sống rất đặc biệt. Không giống như trước, người đã trải qua một tuần thất, đứng trước vấn đề ăn uống sẽ không tha thiết, không quan tâm nhiều. Ăn bao nhiêu cũng được, uống thế nào cũng được. Không ăn không uống, còn sống được thì uống thế nào cũng ngon.
cũng vừa, không phải đòi hỏi cầu kỳ nữa. Nhiều người trong bữa ăn không có thịt, ăn không ngon, không có ớt, ăn không ngon, vân vân. Nhiều người ăn mà không có uống, ăn không ngon, uống thì phải có rượu mạnh, rượu chát hay bia vân vân thì bữa ăn mới có ý nghĩa. Còn ngược lại, thiếu một thứ gì là cảm thấy khó chịu, cảm thấy không vui. Tại sao chúng ta lại sống lệ thuộc quá đáng như vậy? Lại cũng có người khi bụng đói hay khát thì nổi nóng, bực mình, phải kiếm ăn hoặc uống ngay thì mới chịu được. Cũng có người hễ đói hoặc khát thì cơ thể run rẩy, không làm gì được nữa. Thật là tội nghiệp biết bao. Người đã trải qua một hai tuần thất sẽ không còn những thúc bách như vừa nói. Việc ăn uống sẽ hết sức dễ dàng, giản dị, ăn thế nào cũng được, uống thế nào cũng xong. Ăn mặn cũng được, ăn chay cũng được, thịt cá cũng được, mà rau củ, đậu hũ cũng xong. Chúng tôi thường nói là trước khi biết nhập thất, chúng tôi không thể ăn chay được đến 2 ngày. Nhưng sau khi nhập thất một lần, thì việc ăn chay là việc hết sức đơn giản, ăn bao lâu cũng được. Nhập thất có nhiều lợi ích như thế. Nhập thất tức là không ăn, chứ không phải tiếp tục ăn, mới làm nên phép lạ, mới làm cho bình thường trở thành phi thường, làm cho phàm nhân trở thành thánh nhân, làm cho vô thường trở thành vĩnh hằng, vân vân. Tại sao chúng ta không tìm hiểu, không áp dụng để cuộc sống thăng tiến đầy ý nghĩa, chứ không phải chỉ là nơi tranh sống, làm giàu hay để hưởng thụ vật chất. Chúng ta hãy để ra vài phút để suy ngẫm về 49 ngày ngồi nhập thất dưới cội Bồ Đề của Đức Phật Thích Ca, 40 ngày đêm không ăn uống của Đức Chúa Giêsu. Chính sau thời gian này, các ngài đã trở thành phi thường trong cuộc đời bình thường, trở thành thánh nhân, bậc thầy vĩnh cửu của con người và muôn loài vạn vật. Tất nhiên, việc thực hiện một tuần thất bắt buộc phải biết phương pháp vận dụng năng lượng của khí trời vào cơ thể. Nhưng chỉ biết phương pháp không thì chưa đủ, mà còn phải biết thêm những vấn đề khác. Khí công để trị bệnh và ngừa bệnh là khí công ở trình độ sơ cấp nên không đòi hỏi nhiều. Còn khí công để nhập thất và khí công để kéo dài tuổi thọ, để định tâm phát sinh trí tuệ, khai mở tâm linh, giữ sát là khí công ở trình độ cao nên không đơn giản. Để đạt được một tuần nhập thất thật viên mãn, thật kết quả, người tập phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều sau đây. Những chuẩn bị cần thiết. Trước khi nhập thất, chúng ta phải có những chuẩn bị cần thiết và phải tuân thủ những điều căn bản, như phải có thời gian đầy đủ, phải có môi trường thích hợp, phải luyện tập đúng và đủ, đồng thời phải kiên cử, phải làm một số nghi thức bắt buộc để vừa tăng thêm nghị lực, niềm tin, vừa thỏa mãn những yêu cầu của khí công. Phải có thời gian đầy đủ. Tuần thất kéo dài trong 7 ngày thì chúng ta phải có đầy đủ 7 ngày rỗi rảnh, không vướng bận việc làm ăn, sinh sống, phải nghỉ ngơi hoàn toàn trong 7 ngày này hoặc dài hơn một đôi ngày càng tốt. Vì sao tuần thất cơ thể cần 1-2 ngày để hồi sức, không nên làm việc nặng nhọc ngay. Vì vậy, chúng ta phải sắp xếp thời gian, phải đợi lúc nào thích hợp, phải dành hẳn một thời gian để biến đổi cuộc sống, để làm một điều đặc biệt ít ai làm được. Chẳng lẽ suốt một năm mà ta không có thời gian nào rỗi rảnh được 7-8 ngày hay sao? Mỗi năm chúng ta chỉ cần nhập thất một lần 7 ngày để bảo toàn sức khỏe. Còn muốn kéo dài tuổi thọ, mở cửa tâm linh thì phải nhập thất thêm vài ngày và nhiều lần. B. Phải có môi trường thích hợp. Như chúng tôi đã có dịp nói đến, phải có điều kiện khí trời để phương pháp vận khí đạt được kết quả cao nhất. Đó là khí trời phải trong sạch, khô ráo, ấm áp và ít bụi bặm. Tuần thất lý tưởng là tuần thất thực hiện ở bờ biển, ở đồi núi cao hay ở một vườn cây có nhiều dưỡng khí. Không thể nhập thất ở bất cứ nơi nào và bất cứ thời tiết nào. Môi trường ô nhiễm không thể nhập thất. Mùa đông giá rét, phải cẩn thận. Nhập thất mùa đông trọng lượng giảm nhanh hơn nên thích hợp cho người cần giảm cân. Nhưng lần nhập thất thực tập ban đầu, ta nên chọn môi trường thật lý tưởng, thời tiết thật lý tưởng để ta vượt tuần thất đầu được dễ dàng, tập cho cơ thể một thói quen không phải cố gắng quá nhiều. C. Phải tách rời thế tục. Trong suốt tuần thất,
Chúng ta phải sống tách rời thế tục, nghĩa là ta giảm tiếp xúc, ít nói chuyện, tiết dục. Phải dùng hết thời gian cho tập luyện, nghỉ ngơi, suy ngẫm hay đọc sách nào mình thích. Giảm tiếp xúc, ít nói chuyện để năng lượng trong cơ thể không bị hao tổn nhiều. Nhờ đó ta sẽ không cảm thấy bị bức bách về ăn uống. Chúng ta cũng nên tiết dục trong thời gian này. Tiết dục theo cả hai nghĩa, giảm hoặc dẹp mọi sự ham muốn thế tục và kiêng cử hẳn việc giao hợp nam nữ. Tất cả những dục vọng từ thể chất đến tinh thần đều làm hao tổn tinh khí thần, không có lợi cho việc nhập thất. Chúng ta sống thoát tục trong một thời gian ngắn để suy nghiệm về cuộc đời, về cuộc sống, về sự chết, về nhân tình, về bệnh tật, vân vân. Nhờ sống tách mình ra khỏi vòng xoáy của thế tục, chúng ta sẽ có những nhận thức khá rõ về mọi việc. Đây là phước báu để bước vào con đường giác ngộ, hiểu được mọi việc như thật, chứ không phải như sự mê muội tiền tình. Chúng ta sẽ trở về thân phận cô đơn của mình như lúc mình mở mắt và như lúc mình nhắm mắt. Chúng ta sẽ nhận ra được cái gì quý giá và cái gì không quý giá, không cần tìm cầu, ôm giữ. Người luyện tập tiên thiên khí công đến trình độ nhập thất được nhiều lần sẽ nhận rõ được cái linh tính của sinh tử, sinh như đắp chăn bông và tử như cởi áo hạ, nên không có gì phải bận lòng. Mà không bận lòng về sinh tử thì có phải là ta tự tại ngay trong cuộc đời này không? Chỗ cần đạt đến của tiên thiên khí công là ở đây, chứ không phải chỉ là ngừa và trị bệnh mà thôi. Vì thân thể có tráng kiện, khỏe mạnh đến đâu rồi cũng có ngày phải bỏ, phải tiêu rã. Vấn đề là sự tự tại khi thân thể còn và tự tại khi cơ thể sẽ không còn. Đó mới là vấn đề quý báu không có gì sánh được, không mua được bằng tiền, không đổi được bằng quyền thế, vân vân. D. Phải làm thủ tục nhập thất. Thủ tục nhập thất có hai phần. Phần thứ nhất là phải chuẩn bị cơ thể trước khi nhập thất, và phần thứ nhì là nghi thức trước khi nhập thất. Chuẩn bị cơ thể. Chuẩn bị cơ thể bằng cách ăn ít ngay từ ngày hôm trước. Cũng có thể chuẩn bị cơ thể bằng cách uống nước hoặc ăn loãng trước khi nhập thất. Không nên tẩy rửa ruột bằng các loại thuốc sổ, vì thuốc sổ làm cho bộ tiêu hóa bị suy yếu. Nghi thức nhập thất. Nghi thức nhập thất rất đơn giản. Nếu bạn là tín đồ Phật giáo hay thờ cúng tổ tiên hoặc theo Khổng giáo thì bạn đốt 3 cây nhang khấn trước bàn thờ, cầu xin sự trợ lực của các đấng quốc hình. Đây là cách để làm tăng thêm niềm tin mà cũng là cầu tha lực hộ trì. Người luyện tập khí công luôn luôn tin tưởng nơi mình và tin tưởng vào sự trợ lực bên ngoài, nên sự khấn vái này rất cần thiết. Nếu trên bàn thờ có thêm bông hoa và trái cây thì càng tốt, càng tỏ rõ sự trang nghiêm và chân thành. Nếu bạn theo tôn giáo khác thì cũng nên cầu nguyện theo nghi thức của tôn giáo mình.